Bên cạnh chùa Ngũ Đài thì chùa Một Cột cũng đang là chủ đề được toàn xã hội quan tâm trong thời gian vừa qua. Và để cho di sản đến được với người trẻ, Bảo tàng Nhân học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội phối hợp cùng Sen Heritage đang tổ chức triển lãm phỏng dựng kiến trúc chùa Một Cột thời Lý từ tư liệu bi ký, khảo cổ đến công nghệ thực tế ảo. Đây là cơ hội trải nghiệm hữu ích cho các sinh viên nghiên cứu về lĩnh vực xã hội nhân văn. Đây là triển lãm miễn phí phần thuyết minh và trải nghiệm VR 3D. Triển lãm hướng đến việc trao đổi, thảo luận những vấn đề về lý thuyết, phương pháp nghiên cứu phỏng dựng kiến trúc Phật giáo thời Lý. Qua đó, lan tỏa các giá trị của di sản mỹ thuật thời Lý đến với xã hội, đặc biệt là đối với sinh viên thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn. Đối với một số người thì người ta tiếp thu cái sự hiểu biết của mình bằng việc đi trải nghiệm thực tế, đi địa dã, tức là trải qua cái thời kỳ đấy thì người ta sẽ nhớ dễ hơn so với việc mà mình chỉ nhìn ngắm cái vật thể bây giờ nó có gọi là phế tích và những cái gì còn lại. Thì cái việc mà mình trải nghiệm thế này thì mình sẽ dễ tiếp thu và nhớ, rồi sẽ là một cái ấn tượng mà khó phai mờ đối với mỗi người. Quan trọng nhất, triển lãm dành riêng một khoảng không gian để giới thiệu các sản phẩm tranh 3D, VR 3D, AR, bản mock up mô hình phỏng dựng kiến trúc Một Cột và chùa Diên Hựu thời Lý. Từ đó giúp sinh viên thấy được di sản quá khứ của cha ông. Đối với cá nhân em ấy thì đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Lần đầu tiên em được trải nghiệm cái công nghệ thực tế ảo mà chỉ với khoảng 20 phút trải nghiệm thôi, nhưng mà nó đem lại cho em rất nhiều kiến thức bổ ích. Em cảm thấy rất là bất ngờ với cái kiến trúc thời Lý thời đấy so với bây giờ, bởi vì bà cảm thấy nó có sự khác biệt khá là to lớn. Cái ứng dụng quét mã QR ở trên điện thoại đấy thì cho bọn em tìm hiểu rõ hơn, để hiểu rõ hơn các chi tiết trong đấy, ví dụ như thế này, bọn em có thể tháo lắp ra để tìm hiểu bên trong, xong khám phá kiến trúc nó có những cái gì ở bên trong đấy. Và những cái chi tiết, ví dụ như kiểu là Phật Thích Ca, những đá hoa sen, những cái cột đá chùa dạng được khôi phục lại đấy, thời đấy như thế nào. Sản phẩm công nghệ thực tế ảo VR 3D chùa Diên Hựu và kiến trúc Một Cột thời Lý của nhóm Sen Heritage là kết quả từ 10 năm nghiên cứu và tổng hợp các giả thuyết khoa học. Từ hàng trăm mảnh vụn và phế tích khảo cổ, bản tái lập chùa Diên Hựu đã phỏng dựng tổng thể mặt bằng mạn Đà La chùa tháp thời Lý với phong cách Lý và kỹ thuật xây dựng đương thời. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 22 tháng 1.